đi. Như Danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa gia đình tăng quyến, hôm nay chúng tôi linh mục ban hành giáo, ban điều hành giáo họ và một số anh chị em tín hữu cũng như những anh chị em trong hiệp hội lòng thương xót Chúa đến đây để làm nghi thức tẩm liệm cho bà cụ Teresa Dương Thị Phao. Bà đã suốt cuộc đời trung thành theo người thân của chúng cụ Teresa vừa mới qua đời. Lạy Thiên Chúa Đại Cha toàn năng, đức tin của chúng con tin xưng rằng con Chúa đã nhờ mầu nhiệm này, xin Chúa thương ban cho tôi tớ Chúa là bà Teresa an đã an nghỉ trong con Chúa, nhờ người được hân hoan trỗi dậy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Bài chính sách tiên tri Isaiah. Vào ngày trên núi này, Chúa các đào binh sẽ dọn cho tất cả các dân một bữa tiệc đầy thịt béo. Trên núi này, Ngài sẽ cất chiếc khăn bao trùm muôn dân và bức màn phủ trên mọi nước. Ngài sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt và loại bỏ nỗi tủi hổ của dân Ngài khỏi toàn mặt đất. Vì Chúa đã phán như vậy, vào ngày ấy người ta sẽ nói: đây là Thiên Chúa chúng ta, chúng ta đã mong đợi Ngài để Ngài giải thoát chúng ta. Ngài là Chúa, đấng chúng ta trong đời, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Cộng đoàn thân mến, chúng ta vừa nghe tiên tri Isaiah loan báo về bữa tiệc cánh chung để mừng chiến thắng và cuộc đăng quang của Thiên Chúa. Đây là bàn tiệc tràn đầy niềm vui và mọi chiếc khăn tang được cất đi, những giọt lệ được lau sạch. Đức Kitô con Thiên Chúa đã đến với cái chết và sự phục sinh. Người mở ra thời cánh chung và mời gọi mọi người vào dự tiệc cưới con chiên. Nhờ lời và thánh thể mà Đức Kitô ban tặng, chúng ta được kết hợp với Người, được sống bằng sự sống thần linh của Người, để được Chúa bảo đảm: tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ được sống muôn đời. Anh chị em thân mến, chúng ta cùng dâng lời nguyện chung. Trong mầu nhiệm phục sinh vinh quang, Đức Kitô đã chiến thắng tử thần và đem lại sự sống cho chúng ta. Với niềm tin tưởng, chúng ta thành tâm dâng lời nguyện xin. Chúng ta cầu xin Chúa cho bà Teresa vừa lìa cõi thế
được hưởng hạnh phúc vinh quang của những người luôn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin cho thân nhân và bạn hữu của bà Teresa. Xin Chúa biến đổi đau thương thành niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cầu xin Chúa cho tất cả chúng ta đang sum họp nơi đây để cầu nguyện cho bà Teresa được khích lệ thi hành ý Chúa trong cuộc sống hàng ngày, để mai sau cũng được hưởng niềm vui nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con kể danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Lạy Chúa xin là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hạnh hữu, chúng con khẩn khoản lại xin Chúa cho tôi tớ Chúa là bà Teresa mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, được Chúa thương cho vào chốn yên nghỉ đầy ánh sáng và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây chúng ta tham dự vào nghi thức làm phép khăn tang. Anh chị em thân mến, chúng ta đang thương nhớ người thân của chúng ta vừa đi khỏi thế. Chúng ta muốn đội lên đầu chiếc khăn tang này để tỏ lòng thương nhớ và biết ơn. Tuy nhiên, như tiên tri Isaiah đã báo trước cho chúng ta biết rằng, ngày kia, Chúa sẽ cất chiếc khăn bao trùm trên muôn dân, bức màn bao phủ trên mọi nước. Người sẽ tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Chính người sẽ cho người thân của chúng ta đây được hân hoan vui mừng trong ơn cứu độ của Ngài. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân ai, Chúa luôn sẵn sàng an ủi nâng đỡ những ai đang sầu thương khóc lo. Xin chúc lành cho những chiếc khăn tang này để biến chúng từ dấu chỉ của sự biệt ly tan tóc thành niềm hy vọng được cứu độ và giải thoát dành cho những ai tôn thờ Chúa. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ ủi an những ai đang thương khóc người thân của họ vừa mới qua đời, để họ biết can đảm tin tưởng phó dâng người thân của họ cho sự quan hồng đầy tình thương của Chúa. Xin cho họ biết thuận theo ý Chúa và sống trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Làm phép áo quan. Lạy Chúa là Thiên Chúa và là đấng cứu chuộc chúng con. Chúa đã truyền chúng con phải tôn trọng thân xác mình, vì sau khi được thanh tẩy trong nước rửa tội, toàn thể con người chúng con đã trở nên đền thờ của Chúa. Xin Chúa chúc lành cho chiếc áo quan này, để thân xác tôi tớ Chúa là bà Teresa được an nghỉ trong đó, chờ đợi ngày Chúa cho sống lại và về hưởng tôn nhan Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ vực sâu thương đau, con đợi trong Chúa nhầm lời. Nếu Chúa cho tội, Chúa ơi, nào ai đứng vững thành thơi, nhưng Cha khoan hồng thứ tha,
Chúa xin cho linh hồn Teresa được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn tu chiếu soi trên linh hồn Teresa. Trọng kính cha Thánh Sứ, kính thưa quý ban hành giáo, kính thưa quý đoàn thể, quý giới, quý ban phục vụ và toàn thể cộng đoàn giáo xứ Bùi Đức và họ hàng thân quyến nội ngoại. Mới thứ sáu đầu tháng đây, cha đã đến làm phép các bí tích cho linh hồn Teresa là người thân yêu của gia đình chúng con. Và hôm nay đây, cha lại đến đứng cầu nguyện và làm phép căn nhà cuối cùng cho bà Teresa là người thân yêu của chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn, chỉ biết nguyện Thiên Chúa ban cho cha được tràn đầy sức khỏe, sức dồi dào sức khỏe và làm việc bác ái cho tất cả mọi người ở các xứ đến thật tốt lành. Rồi chúng ta cũng ban cho giáo xứ làm việc cho giáo xứ đầy tốt lành. Hôm nay con nghẹn ngào quá không nói lên lời, trong lúc tăng gia bối rối có điều gì sơ sót, xin cha và quý vị niềm tình tha thứ. Tăng gia đồng bái tạ. Được, xin mời cậu lên để phát tang cho các anh chị trong họ nội họ ngoại. Và bây giờ con xin mời cụ ông trưởng tộc và cũng là người bạn đời đến để nhận những chiếc khăn tang mà cha vừa làm phép để trao lại cho các con cháu để mặc áo nói lên lòng hiếu nghĩa. Chị ấy làm ăn. Và bây giờ em xin mời em phát đại diện cho họ nội để lên nhận khăn tang ở phát cho các anh em thân bằng quy thuộc. Và bây giờ cũng và con xin cũng xin mời bên họ hàng bên cụ bà Teresa để lên đây, bên ngoài lên đây để mà nhận khăn tang phát cho các anh em còn cháu. Đeo hết khăn tang vô để liệm bác đi.
đấy. Mời tất cả các con cháu đi ra ngoài đây hết đi. Đi ra ngoài đây hết rồi đứng chung quanh để mà... Rồi, đứng chung quanh đi. Không để cái đấy để cho người ta làm, để cho người ta làm. Không người ta làm mà tao biết đi ra ngoài. Thank you.
Rồi tất cả mọi người vừa chân lên chân bằng đến ruộng và đứng hết lên nông đi. Gia đình đứng hết lên căn vàng mới cứ mang hết lên chị ai về cứ đeo rồi ai còn thoát ở đây đó căn vàng nhiều chú để dạ làm bác phải nhá, một từ bác phải rồi làm cái mũi bác gái nhá, các con cháu cũng đây chứng kiến sự chia ly và rất là xúc động trong tâm tình những người đi gần người này. Rồi có khăn trắng đó chị, còn có khăn trắng này chắc nó bồng ha, để đây. Lên trời
đời ngự bên hiếu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau mở trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh hàng có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hàng sống vậy. Con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tôi nào ai lỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy. Khi đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân Đức Chúa trời đêm ngày, hãy trông cậy người cho lên. Vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn tê lê xa được nghỉ ngơi đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn tê lê xa cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu, Chúa bơi trời mà xuống thế gian 33 năm, cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Thì lạy chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin tha phần phạt cho linh hồn Teresa đã cầu nguyện hôm nay, hoặc còn giam nơi lửa luyện tội, thì xin mở cửa tù đạt ấy cho ta, mà đem đến chốn lửa mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, ta tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chưa để chúng con xa chức ăn dỗ, nên cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Mừng Maria để cúc lên Chúa Trời ở cùng bà, có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong thời lương thời. Amen. Mừng Maria đầy ơn phúc lên Chúa Trời ở cùng bà, có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong thời lương thời. Amen. Mừng Maria đầy ơn phúc lên Chúa Trời ở cùng bà, có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong thời lương thời. Amen. Mừng Maria đầy ơn phúc lên Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong thời lương thời. Amen. Mừng Maria đầy ơn phúc lên Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Mừng Maria đầy ơn phúc lên Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Mừng Maria đầy ơn phúc lên Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Hãy subscribe.
Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và có đời đời cùng. Amen. Chúa con tây vì danh Chúa nhân từ, cho linh hồn Teresa được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng lắm vui vẻ vô cùng. Amen. Nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn để xa quá lâu sâu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng rung đau vô cùng lớn lao. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu. Thank you.